Đấy, ví dụ như ông tượng thế, tất nhiên ông tượng bé hơn. Tượng bé hơn. Ôi. Các bác cô chú anh chị ạ. Hôm nay xin giới thiệu các bác cô chú anh chị một cây cây hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai rất là đáng yêu. Rất là trực gạo, trực gạo các bác nhé. Đấy, nói lại các bác vì sao gọi trực gạo. Có nhiều, rất nhiều dáng trực khác nhau, nhưng mà cơ bản thì cái cây trực gạo nó đặc trưng ở cái chỗ là nó giống cái cây gạo. Cây gạo thì ngày xưa ở quê hay là thành phố thì cây gạo ở quê hay thành phố nó cũng giống nhau thôi. Nó giống cái cây gạo các bác nhé. Thường thì ngày xưa hay trồng đầu làng, và nó rất là thẳng, thân của nó thường là thân của nó rất là thẳng và thoát thân. Thoát thân và gốc bệ rất là to. Xong rồi ở sát gốc thì nó rất là u cục sần sùi, thậm chí có gai lúc bé nhé. Còn sau thoát thân lên thì có những cái tay cảnh nó đối xứng, nó phóng ra hai bên. Nó rất là, nhìn nó rất là thẳng. Đấy thì gọi là cây trực gạo. Thì dù thì bây giờ anh em chơi cây trực thì nhất là mini các bác. Nhất là mini thì cũng rất là thích cái dáng trực gạo này, bởi là nó thẳng tắp hiên ngang. Đấy thì anh em ta làm cây thì mô phỏng theo cái dáng cây trực gạo đấy các bác. Đấy thì tôi mới sở hữu cây này thôi, người ta trồng, người ta làm thôi. Chắc cũng qua vài người chủ làm rồi. Ông cuối cùng ông làm là ông ấy vặn vặn thế này, ngắn chỉnh lại. Thì ông ấy hôm qua ông cũng làm cái tay này rơi xuống đây. Đây, nó đại loại là như này. Tôi sẽ không bẻ lại nữa, tôi mới bẻ lên. Thì ông làm rơi ra đây. Một tay rơi thì cái nguyên tắc của cái tay rơi các bác là nó sẽ ở phần âm. Cái tay rơi nó sẽ ở phần âm của cái trục chính của cái tay phóng các bác. Đấy, trục chính của tay phóng hoặc là trục chính của một cái chi nào đấy. Thì thường là tay phóng, và nó theo lựa theo cái đường thân. Đấy thì cái này thì lại là ở bên sườn thì mà lại làm tay rơi thì nó rất là kỳ cục. Nếu ở chỗ này thì chấp nhận được, thế nhưng mà đối với cây trực gạo thì lại không bao giờ có tay rơi các bác nhé. Cây gạo các bác có thấy cái tay rơi bao giờ không? Có đúng không? Tay cảnh rất thẳng, rất vươn. Đấy thì tôi sẽ sửa cái này và cắt ngắn cái đầu này. Đấy, và chỗ này cái chậu cũ này xi măng này khá là đẹp. Thế thì cây này tôi định hình lại và làm, đây là chi 1 nha các bác nhé. Cây này nó là hoành trái. Chi 1 thì tôi làm chi phóng, nó là chi 1 luôn. Nó sẽ phóng dài đến đây, bên này. Như vậy thì phải đẩy cái cây này gốc nó về phía này để chi phóng nó ra đây. Chi phóng nó phóng về phía này. Hiện tại đang trồng gần như là giữa tâm với các bác chậu ấy. thì nó là cây cân đối, nó không có điểm nhấn các bác. Đấy thì tôi muốn nó là phóng bên này, và bên này thì tạm dừng ở đây thôi. Bên này sẽ phải phóng dài ra đến đây. Đấy thì sẽ nhấc cái cây này ra để trồng dịch lùi sang bên này một tí. Mặt này mặt chính cũng được, mà sau chơi mặt này mặt chính cũng ok. Mặt này mặt chính thì thuận hơn, vì là tay phóng là tay bên phải thì nó thuận hơn, nhưng mặt này thì lại bệ biếc, nhìn nó bệt hơn. Đấy, thì hai mặt đều ok. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ gõ ra, mặc dù người ta mới trồng thôi, nhưng mà cái sai ý mình là rất khó chịu, về mình muốn làm luôn. Hồng ngọc mai thì nó rất là dễ sống và nó nguyên bầu đây. Thì tôi sẽ dỡ ra. Đấy, cảm quan ban đầu này các bác nhìn này. Một cái cây hồng ngọc mai đoạn thân trực rất ok, 20 phân, tròn 20 phân và đóng chốt rất chuẩn, đóng chốt. Các bác tưởng tượng cái hồng ngọc mai nó cực kỳ là lâu lơ, chậm lớn nha các bác nhé. Sống, sức sống thì rất khỏe nhưng mà rất chậm lớn. Đấy, rất chậm lớn thì đóng được hai cái tay, một tay hai rất ok rồi. Tay tán rất ok, cái ngọn này thì làm kỹ lại một chút thôi. Kỹ một chút thôi. Đấy, thì ok, cơ bản nó ngon rồi. Đấy, thế các bác thấy đẹp không? Bây giờ tôi gõ ra các bác nhé. Tôi gõ nó ra để tôi đẩy nó lùi về phía sau một tí. Và tôi sẽ có một viên đá nhỏ ở đây, tí ở đây thôi, để kè vào cái chỗ hơi lõm này. Hơi lõm này
Và ở bên này thì có thể để một phiến đá nó nhỏ bằng hai ngón tay, nó dài ở đây. Rất là chưa kiếm được đá nhưng mà sẽ để ở đây. Và có thể có bàn cờ hoặc là tượng quan công đứng vuốt râu ở đây, dưới cái tán cây hoa phóng này. Đấy, cái ý tưởng là như vậy. Thì bây giờ chưa kiếm được hai cái viên đá nhỏ nhỏ như thế thì gõ ra, trồng lùi ra phía sau một chút đã các bác ạ. Đấy, chuyển thôi bác nhé. Đẩy xong rồi đấy.
nó đây, cái chậu này rất thích, cái xi măng cũ này rất hay. Đấy, rất lành lặn, rêu phong và văn lúp rất đẹp. Đấy. Thích không các bác? Vừa nãy thì em trồng lại, các bác nhìn này, nhổ lên thì rễ của nó đang bén. Cây này thì chắc bị trột mạnh đấy, bởi vì là đang người ta vừa mới trồng ấy, nó bén rễ thì mình lại nhấc lên, biết là như vậy, nhưng mà bảo thủ mà, về nôn nóng thì muốn làm ngay để bởi vì cái cây mà nó đang đúng cái ý đồ của mình mà nó không, mà mình sửa được ngay mà nó không, chưa sửa được nhìn ngắm nó khó chịu lắm các. Đầu tiên là bỏ được cái tay rơi rồi, bỏ được cái tay rơi rồi, tay rơi đây, bỏ cái rơi này đi, mà là hai là trồng đẩy về phía sau, trồng đẩy về phía sau đây rồi, làm tay phóng đây rồi, và cái thứ ba là phụ họa được cái viên đá này vào đây. Sau này thì để ông tượng bé một ngón tay này đứng ở đây thôi, hoặc là ngồi đánh cờ đây thì tùy, có cái bàn đá đây rồi, có cái bậc đây rồi, và vài một viên đá nhẹ ở đây nữa là đẹp. Chưa kiếm được viên đá như thế, chưa kiếm được viên đá nào phụ họa thế. Sau có thể thay đổi viên đá này, viên đá khác, nhưng mà cơ bản nó sẽ như này. Đấy, các bác ạ. Sau đắp rêu và đẹp lắm, đắp rêu và đẹp. Đấy, các bác nhìn này, có tí rêu mà thì ok. Đấy, các bác thấy hợp lý hơn không? Trước một cái là nó đang rất nhiều rễ, rễ như mạ, trắng gốc. Đấy, rũ lên thì rất là xót ruột, nhưng mà thôi, cố gắng lúc ý làm nhanh để cho nó đỡ mất nhiều rễ. Đấy, các bác nhìn. Đấy. Rồi bây giờ lại cho chỗ mát đây. Vừa mới làm nó một vú đau thương rồi. Rồi. Cảm ơn các bác nhé. Thấy đẹp thì like chia sẻ giúp nhé các bác nhé. Đấy, xem lại hoa văn nó chụp. Đấy, chỗ đẹp rồi. Đấy, giá công tượng bé xíu để đây các bác ạ, thì nhìn nó nổi hơn. Và cái tán này nó phải đầy đến đây các bác nhé. Đấy. Đấy, ví dụ như ông tượng thế, tất nhiên ông tượng bé hơn. Tượng bé hơn. Ôi. Rồi các bác nhá, cảm ơn các bác. Đấy, cây đằng sau giống cây này đúng không?